Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Gái Bản của mình. Hiện tại thì mình đang có mặt tại đường dẫn mố 2 của cầu Hạnh Phúc. Và hôm nay có lẽ là ngày đổ bê tông cuối cùng về đổ đường dẫn các bạn ạ. Hôm nay sẽ là buổi cuối cùng. Dự kiến sẽ đổ từ đường dưới bê tông lên đến đoạn này. Đây, ngang chỗ nhà bà Quang này. Đến chỗ này là rừng. Vật liệu thì hôm trước thì như các bạn biết là xã là giúp cho bà con là tổng là 18 tấn các bạn nhé, một chuyến 12 tấn và một chuyến 6 tấn. Thì từ hôm qua là bắt đầu kênh cũng bắt đầu là mua xi măng rồi. Hôm qua là chiều tối hôm kia là 5 tấn. Thì sử dụng đã sắp hết rồi. Đấy. Và cái sỏi thì bên mình hôm trước mua là còn đây một đống, cũng còn khoảng 3 khối thôi. Trên kia còn một xe khoảng 4 khối nữa. Thì là chắc là đến đây đấy, vừa đủ đấy. Thiếu cát. Cát thì sẽ xuống suối lấy. Hôm nay là hai bà ở ngoài Hạnh Phúc vẫn vào giúp bà con kìa. Sớm thật, công nhận. Chương trình hôm nay thì mình sẽ làm ở đây cùng bà con một lúc. Thì mình vào đá đứng để trao tiền cho hai cháu mà bị bệnh máu trắng ấy. Khi mà mình đăng video lên kêu gọi được 4 hay 5 ngày gì đấy thì đã nhận được cái số tiền của Mạnh Thường Quân rất là lớn gửi đến cho hai cháu đi mổ. Và nghe nói là chiều hôm nay là cháu phải đi Hà Nội để mà cu em ấy, cu bé là mổ cái họng mở rộng cái vòm họng này này. Đấy, còn cu anh thì chưa có tiền. Thì tí nữa mình vào để bàn bạc với gia đình và trao tặng tiền luôn cho gia đình. Rất là cảm ơn, số tiền rất là lớn đến nhanh và kịp thời cho hai cháu. Từ cái cầu Hạnh Phúc này thì đó đầu tiên là em Chí này bệnh ung thư này, nó cũng đã mất rồi. Hai là bác Hòa bị u phổi này, là cũng đã được trợ giúp tiền. Nhưng hôm trước đi khám đi Hà Nội gọi cho mình đi cùng, nhưng mình bận bên này quá không đi được. Thì bác đi khám về thì nghe chừng là hơi căng. Bác Hòa là cái hiện tượng u nó bị mở rộng, rất là khổ, cái trường hợp đấy khổ cực kỳ luôn. Đấy, thứ ba là con em Duyên này đi mổ mắt này. Thứ tư là cháu Thuận bị liệt này. Đấy, và hai cháu máu trắng nữa. Thì tổng cái cầu Hạnh Phúc này là đã giúp được khoảng 6 người, 6 bệnh nhân mà toàn những cái bệnh nặng. Bà Quang cháu ở nhà quá à? Thằng cu lớn ở nhà ấy gì? À, tí cháu vào cháu gửi tiền cho gia đình. Vâng, vâng. Thì cô vào cùng. Anh em phía bên này thì đang bơm mỡ, bảo dưỡng mỡ. Bỏ vào dạ. Vào nó vào ngay. Nó hỏng cái đầu này, tức là cái đầu này nó rách cái răng ở trong này. Trong ba cái chấu hãm này nó rách. Rồi. Đợi hôm qua bà con đổ lên mùa đông nó đông muộn hơn các bạn ạ. Bây giờ bấu tay vẫn vào. Đường thì đây. Rét nó lười đông thật đấy. Đây các bạn nhé, 18 phân đi nhé. Đường này thì vượt chỉ tiêu so với cái mức ban đầu 16 rồi. Cả cái phía bên này chỗ đầu kia còn 20 cơ.
đây này, 19 phân đây này. Đấy, 19 phân đây nhé. Nói chung là nó tầm khoảng 16 đến 20 phân, chứ không có mỏng hơn đâu. Toàn vượt mức thôi. Anh em ra lấy cái máy đầm các bạn ạ, chế hai quả máy đầm. Hôm có nhiều bạn bảo là đổ nước vào trong này thì đầm thoải mái không sợ nó cháy răng, thì ở trong này bản thân nó có nước mà. Đây này, không cần nút đi chứ nó có răng đây này, nên là mình đầm cũng chả thấy với ảnh hưởng gì đâu. Lấy cái máy kia xong là đầm xong giả luôn cho bà Quang. Đồ chế chỉ được đến vậy thôi. Nói chung là may sau mà làm những cái tuyến đường mà dài mà cần nó chuyên nghiệp ấy thì chắc chắn là phải sắm cái máy đầm. Còn cái này thì gọi là chống cháy đỡ mất mấy triệu. Nếu cái máy đầm thì chắc phải mất tầm khoảng 6-7 triệu đấy, không phải rẻ đâu. Nếu một loại tốt, còn loại tàu thì chắc khoảng 3-4 triệu gì đấy. Còn cái này thì đầm chắc tốt rồi, nhưng mà cái này nặng lắm các bạn ạ, kéo phải hai người, một người không kéo nổi. Không nọ cả A Tiến làm rồi, biết rồi. Cái này đầm tốt hơn cái kia đấy, nó nặng hơn. Nó nặng. Nhưng mà hai người thì hợp lý mà. Cho xe rùa quá à? Nhưng vẫn phải cấy. Hai tạ xi thôi. Hai bao xi. Quay lại. Ông Tiến ông khiêng đúng cái cây kia đã đủ chết rồi. Ôi, nặng đấy. Từ từ,
từ cho sang đây một tí nữa. Nào. Hai con ba. Ơi. Nhẹ mà chín. Ừ, nhẹ. Nhẹ đấy mà gần tạ. Bao nhiêu cân? Gần tạ. 90 cân cơ ạ? 90. Không đến được quá. 75. Không đến được quá. Được. Cái này 75 cân. Cái này xóm mấy thôi vì cái máy 7 7 10 mới là 75 cân. Cái này cái máy 8. Cái này 90 là 90. 90 hay 70? 70 thôi. 90, 70, 90. Giữ đi lộn đấy. Giữ nhỉ? Đi. Hỏng của ba là giờ đấy. Của anh thì cứ like đi. Chả sao, sợ ba thôi. Tí nó cũng cầm dao phát đây đây. Tay quay đâu? Chết. Đấy, ông ra đây nhìn rồi. Tay quay đấy. Tay quay ông Quang ơi. Đây. Các bạn nhìn những cái con xe như thế này. Này là quá khổ. Tải thì không biết là có quá không. Quá dài thế này mà các bạn. Có nhiều bạn bảo làm cái biển ở bên kia cầu như thế thì cái đít xe này không thể nào mà cua được. Đây là còn lá nhá, nó còn xương quế, nó còn dài nữa. Cái cột điện này này vướng này. Cao hàng khoảng 4 mét mấy. Dài phải đến 6-7 mét. Giang để ý cái cây này. Ơi! Đây này, dây này này. Đâu đâu? Điếu nữa nào. Kinh. Ê, âm thanh ánh sáng của Kiên này này. Điều hòa 4 chiều. Nhạc dùng loại loa JBL cao cấp nhất. Đây. Đây các bạn nhìn này. Cái đuôi xe nó tận trong kia mà nó cái cây này nó xếp dài như thế này cơ mà. Đấy, đây mới là công nông các bạn nhá. Đấy, nếu mà ô tô là nó còn to nữa. Nó còn dài nữa cơ. Hai con này mới được một con ô tô á? Ôi dồi ôi, đấy, quẹt hết theo đường kìa. Ui ui. Nghiêng ghế đấy nhỉ. Ui ui. Như con bọ hung ấy. Nhìn đằng sau như con bọ hung đi mà nhỉ. Đấy. Cái cây xa đường đấy là vẫn quẹt kìa. Ok, sau hai cối thì bắt đầu là chuyển máng lên khu vực ruộng bà Quang các bạn. Chuyển lên kia và đổ cuối cùng. Mày hai người, một người không kéo được đâu. Hai người. Cái này nó đầm, nó lún rất là nhanh luôn. Cái này chỉ cần để một tí là nó chìm xuống luôn đấy. Nặng.
Kinh quá. Bàn xoa đi xoa này. À, làm tí thất đỏ ra thì lấy răng đi đỡ đấy nhá. Đừng có làm mịn quá. Đấy, 12 giờ 20 phút các bạn ạ. Bây giờ đã đến điểm về đích rồi. Lúc nãy chỗ sỏi này mang đi được hết thì vừa đủ nhỉ. Này tí chắc phải thò gầu lên đây để xúc lên quá. Còn cối cuối nữa thôi. Này phải hơn đấy nhỉ, hai cối đấy nhỉ. Đây, điểm cuối của cái đường này là đến đúng chỗ bằng, đúng đến chỗ đất cũ của đường cũ. Đúng bằng bên kia nhé các bạn nhé, 75m. Bên kia là 78m. Bên này là 75m. Cái chân đinh này phải làm sâu tí nữa, to tí nữa. Đấy, đúng đến bếp bà Quang nhé. Đi vào là rẽ vào là yên tâm luôn. Bên này thì chú Phúc thì sẽ đi qua đây là coi như là đường bê tông vào đến sân luôn rồi các bạn. Còn bây giờ thì tháng này còn mỗi ông già không có thì ba bố con thì không đi được. Cái suối cái ba này thì ba bốn ngày nước nó rồi đi. Thế à? Suối. Suối đấy là có mấy hộ nhỉ? Ba hộ trong đấy nhỉ? Tông này nó ngá nhá. Chết đấy. Đã ăn biển thế đi một năm mà còn chưa đi được cái cả. Mẹ. Ngu thế mẹ. À thế là 75 là mới đến cái cọc kia đúng không? Thế à? Thế chỗ này khoảng 5 mét nữa. 5 mét nữa thì bằng 78 thì đúng bằng nhau các bạn nhé. Thế là bên này bằng bên kia đấy. Lúc nãy mình tưởng đo đến đây 75 không phải, 75 đến kia. Thế là mà thành 500 đâu 156 mét. Đúng không? Đấy, 156 mét đường nhé. Là thôi đổ nó dài ra cho bà con. Chứ còn đúng kế hoạch lúc đầu của mình là ủy ban xã là xi măng được cho 100 mét. Thế nhưng mà mình sẽ đổ nó dài ra một chút để cho bà con đi lại cho nó thuận tiện. Bên kia đã 75 rồi mà đổ ra đến cái cột điện kia thì nhìn nó cũng không được đẹp cho lắm. Nên là mình mua thêm 5 tấn xi để bổ sung vào cái tuyến đường này. À với lại là lúc đầu 20 mấy bao nữa cơ mà. 28 bao với 5 tấn nữa. 28 là 25 lời là mua. Đấy thì là hơn 6 tấn, gần 7 tấn xi của cầu vào đây rồi đấy. Thôi các bà ơi, nghỉ tay ăn cơm chưa thôi. Cũng muộn muộn rồi. Chiều làm tí thì xong rồi. Ok, tiếp tục công việc buổi chiều. Buổi chiều hôm nay sẽ làm một lúc nữa là xong là mình sẽ vào đá đứng các bạn ạ. Đang cố gắng là làm xong sớm sớm để mà đi vào trong bản đá đứng cùng bà Quang vào trong kia. Đang hạ cho chú Cơ Phúc cái cống bé bé này để để làm cái cống thoát nước mái nhà ấy các bạn. Vâng, lấy cái cốt pha ra trước đi. Đấy các bạn đào nhá, để con múc. Đừng lấy cát, lấy sỏi ra, đừng lấy cát vào nhá. Lấy sỏi ấy. Gầu nữa không? Làm đến chuyến xe cuối cùng thì hết cát các bạn ạ.
ra đây lấy một xe đảo đúng hai cối cuối cùng nữa là xong. Phật cát thì ở đây thì vẫn còn, nhưng không còn nhiều đâu, ít thôi. Rất là may mắn là ở đây là được hai cái ống cát to để mà hoàn thành cây cầu và con đường, rất là may mắn đấy. Nhưng đến hôm nay thì cũng gần hết rồi, múc bây giờ múc đến đá bên này lấn cả chốc cốc phối vào rồi ấy. Nhưng mà chính cái loại này đảo mấy ấy này tốt này, nó có lấn sỏi nhiều bên trong này này. Đấy. Thế thôi, đủ rồi, thoải mái rồi. Thôi, đừng lấy nó nặng quá nhá.
khối cuối cùng nha các bạn ạ. Thế mà cũng chiều, mình cứ tưởng xong sớm nhưng mà thế bây giờ cũng tầm 4 giờ chiều, xong sớm hơn mọi hôm chắc là 1 tiếng đồng hồ. Chỗ này thì mình đang cho còn dư một ít bê tông đổ thêm vào để cho nó làm cái vai đường ấy, khi mà xe nó lên xuống chỗ này nó không bị gãy cái bê tông này. Đổ một mảnh ở đây, tức là nó cách nó vẫn hết cả mảnh gì đâu. Giáp cốt pha này hả? Dài dài đâu hay là được đó. Được. Nó phải dày cơ, mỏng thì không ăn thua. Không, nó phải bánh từ đây rồi. Đấy, nó phải chỗ đấy. Tức là cho nó làm cái gối ấy, bạn các bạn. Ui. Gối gờ chắn bánh. À gờ cái gì nhỉ? Quá độ. Ép nó vào. Kệ nó thôi. Ok, vậy là xong rồi. Đây, con đường này nó đã mở cua ra bên này khá là rộng. Nó rộng hơn đường ngày trước ấy. Đây. Vài đường chắc chắn này. Đấy, chỗ này mà bánh xe trọng tải lớn đi vào bản thì nó đi lên đây trước và đi trèo lên. Trèo lên đường thì nó không bị vỡ cái mép này này. Cái này ván này. Ván đấy. Cái này kéo không ổn đâu quá. Đây là tuyến đường của bà Quang. Chạy với tốc độ khoảng 80. Đường 5 phân. Không, đi xe máy thoải mái mà. Chỉ sợ xe nó trèo qua đây thôi. Còn xe máy thoải mái loại này. Ôi. Bà con ơi, nghỉ thôi nhờ. Bà Quang ơi, đi vào trong kia một tí. Cởi quần đã. Ngày mai bà con tập trung đông người tí nhá. Để mai bắt đầu dỡ cây trống ấy. Dỡ cốt pha cây trống. Mai mà dỡ cây trống lại dở rồi. Sao? Giờ buổi sáng thôi. Mình vẫn làm được buổi sáng. Buổi sáng thì chắc buổi sáng thôi, xong rồi. Trưa mới về, trưa mới vào đấy thôi. Đám à? Đám. Ừ. Chào bà con dân bản nhá. Vâng, chào con bà. Cảm ơn hai bà nhá. Vâng. Nay là ngày thứ ba rồi, vâng, hai bà vào đây giúp. Vâng, thế thì cảm ơn bà rất là nhiều. Hơn nữa. Vâng, cảm ơn bà. Chúc mạnh khỏe nhá, làm vâng. Ăn cố gắng lên vâng. Để giúp dân bản đi bất cứ một nơi nào. Vâng, vâng. Cảm ơn bà nhá, chúc hai bà sức khỏe thật tốt nhá. Đấy, hai bà từ ở tận ngoài hạnh phúc. Vâng. Vâng, vâng. Vâng. Đây chúng ta sẽ đi xem cái đường hoàn thiện sẽ như thế nào. Bên này là 78. Test đi. Vào đây mà test đi. À. Còn cái gì thì ấy. À anh Hoan ơi. Tháo cái máy ra trả cho ông bà cái. Ờ à, đấy. Mai khiêng vào. Đây. Tổng thể đây. Đường... 3m dài là 156 à rộng 3m dài 156m dày 16 phân. Mưa và hiện tại bây giờ là đang rất là rét và mưa lất phất các bạn ạ. Cống thì có đây một cống và bên kia có một cống. Hai cống, một cống to và một cống nhỏ. Đấy. Đường bắt lên cầu thì cua rất là rộng và đẹp. Đây. Đây là tổng thể của tuyến đường dẫn của cầu Hạnh Phúc. Đó. Bắt cua lên kia. Bây giờ thì mưa thì không sợ nữa các bạn ạ. Ngày trước là mưa là rất là sợ.
Mà không biết là các bạn còn nhớ ngày đầu tiên mình đến đây là chui qua mấy búi nứa ở chỗ kia. Rất là rộng, rộng mà đường nó bé tí bằng này thôi. Đấy, bây giờ nhìn nó rất là khang trang. Bắt xuống cầu đẹp, đường rộng thanh thang. Đó, nhìn ra bên này thì trước mặt của nhà Trung Phúc, của nhà Biền là có một cái con đường uốn lượn qua, nói chung là với cái bộ cua rất là mềm mại. Hai đại ca test đường đây này. Bà con thì đi xe máy cách đây được khoảng chắc phải đến tầm mười mấy ngày rồi. Đó. Ok, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục cùng với bà Quang sẽ di chuyển vào trao tặng quà cho hai cháu bị bệnh máu trắng. Lúc nãy mình lúc trưa mình định vào rồi nhưng mà điện cho gia đình rồi vào. Thằng cu bé là phải đi từ rạng sáng ngày hôm nay, tức là đêm đã đi rồi. Đấy, không kịp tại vì bác sĩ hẹn đúng ngày giờ để mà mổ thì đã đi trước rồi, nên là thôi mình nán lại làm xong đường thì mình mới vào. Vào thì gặp chắc là gặp một cu lớn, cu lớn là cháu của bà Quang này. Đây, hiện tại mình đã đến trung tâm của bản Đá Đứng. Bên này là điểm trường mầm non này các bạn. Đây là nhà của cháu máu trắng. Ui dồi ôi, trơn quá. Biết là bố mẹ là ai đi xuống dưới kia rồi cơ. Quý ơi. Đâu hết rồi? Vâng, con chào bà nhá. Vâng. Thế bố mẹ đâu hết rồi? Hôm qua nặng quá lại đi mổ. Đi đi mổ ngay ở Hà Nội. Hôm qua phải đi đêm. À. Vâng. Không sáng nay bảo 8 giờ có mặt mổ. À. Vâng, vâng. Thế là bố cả bố cả mẹ đi luôn à? Đi đi hết, đi à. Từ hôm qua rồi. Vâng. Vâng. Thế còn đằng em ở nhà thôi đúng không? Vâng, đằng anh, đứa này anh, ba chê đang bảo định mổ lách đây này. Lá lách. Lá lách to đúng không? Bây giờ đi bác sĩ siêu âm xem mấy phân là mổ được là mổ. À. Đấy. Thế là hẹn ngày mổ chưa? Hẹn rồi. Hẹn rồi. Vâng. Chuẩn bị mổ rồi đúng không? Chuẩn bị yếu rồi đấy này. Thế này mà nhìn các bạn nhìn cái môi nó rất là trắng. Này gân mặt này. Đấy. Đây là nó thấy hồng hồng, bây giờ lại thấy xanh rồi. Nghịch bẩn à? Nghịch đất à? Đấy, nghịch đất đấy. Tay nó này nhìn khác này, hôm trước mình quay một lần. Da này. Da mình nó hồng đấy. Nó đỏ này mà da nó trắng bợt 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 này. Đấy. Khổ thân. Đông môi này. Nó bé tí thế này. Cứ một tháng một lần. Một tháng một lần. Ừ, một tháng một lần. Thế này là phải chuẩn bị. Thế cái thằng bé đấy. Thằng bé kia nó phải ấy chưa? Ừ, yếu lắm. Không, nó phải truyền cái thằng này chưa? Ừ, chưa, bé đấy chắc chưa. Giờ mổ. À, bây giờ chuẩn bị truyền rồi đấy. Ừ. Vâng. Khổ cháu ở hai đứa cùng. Vâng. Thế vất vả quá nhỉ. Bố thằng cu này đâu? Đi làm ạ. À. Đi làm à? Đi làm ở trong thủy điện. À. Vâng. Đây là bà nội. Bà nội. Còn bà Quang là bà ngoại. Bà ngoại. Cháu này là anh. Vâng. Đấy, tức là con anh trai và con em trai. Vâng. Hai anh em trai. Đấy. Đấy thì là hai đứa con đều bị bệnh máu trắng ấy. Máu trắng. Thì đứa em tức là con của Quý là nhà này thì đã đi mổ tối, tức là rạng sáng hôm nay là đã đi xuống Hà Nội rồi. Hiện tại bây giờ đang có mặt ở Hà Nội để mổ rồi. Thì trưa nay cháu cũng điện cho vợ, thế cháu lại thưởng mối vợ đi chồng ở nhà cơ. Vâng. Mà ra là cả chồng đi, cả vợ đi. Vâng. À? Kiểu con còn bé. Ừ, con còn nhỏ quá. Vâng. Cháu đấy là 1 tuổi nữa. À, đâu, mấy tháng? 8 tháng à. Cháu đấy là 8 tháng, vâng. Còn cháu này là 6 tuổi. 6 tuổi ấy. Thì đấy, như hôm trước các bạn biết là mình vào quay video ở đây thì cách đây chắc được 4 ngày hay sao ấy, tầm đấy.
thì cũng rất là may mắn, thì bà ở đây thì đại diện cho gia đình nhé. Cháu cũng thông báo luôn cho gia đình là tin vui đến với hai cháu là tất cả các mạnh thường quân đã liên lạc đến với kênh. Đấy, đến với A Tú trong vòng có 4 ngày, 4 hay 5 ngày gì đó thì cái số tiền cũng rất là lớn đến với gia đình để cho gia đình lo cho cháu. Đây, cháu cộng hôm qua đây. Tức là cái này là cả hai cháu nhé, cháu không tách ra một ai đâu nhé. Đấy. Hôm qua cháu tổng là được 95.134.000. Đến hôm nay thì hình như có mấy người gửi thêm đây. Thêm được 3 người 4.7, 3.000.000 với 1.000.000, tức là thành 8.7. Thế là con số đã vượt mốc 100.000.000 trong vòng 4-5 ngày. Tức là đợt trước là có ra cầu quay, nhưng cái đợt đấy thì nó chưa được sâu sắc cho lắm, nên là cái đợt trước đấy là ủng hộ mấy người thôi. Còn từ cái hôm mà mình vào tận nhà này thì đã được là vượt mốc 100.000.000. 95.134.000 cộng với 8.780.000. Đấy, giờ cháu cộng luôn đây xong là cháu bàn giao cho gia đình. Con số của gia đình nhận đây nhé bà nhé, 103.934.000. Thế là thành 100, mình cứ tính cho là 104.000.000 đi. Đây con số này nhé, tổng đây các bạn nhé. Thì cũng xin được gửi lời cảm ơn rất là sâu sắc tới tất cả các mạnh thường quân đã đồng hành cùng kênh, tin tưởng kênh và cũng như là gửi gắm cái tình yêu thương dành cho hai cháu bị bệnh, gọi đây là một trong những gọi là bệnh trọng bệnh như các bạn, rất là nguy hiểm đến tính mạng, và cái căn bệnh này có thể đi theo hai em. Chắc là mình nghĩ là nếu mà với cái phương thuốc bây giờ thì chắc là phải điều trị thường xuyên đến hết cuộc đời đấy. Nhưng mà không biết đâu được, một vài năm nữa nó có thuốc chữa trị được thì tốt. Đấy, còn thời điểm hiện tại bây giờ thì vẫn phải cố gắng thôi. Vâng. 103.000.000 thì sáng nay là con 100, cứ chứ cho 104 đi, cho nó tròn đi, 104 nhá. Thì sáng nay con ra rút ở ngân hàng thì không ấy được đâu, không rút được quá 50.000.000 cho rút được cây mà. Nên là cháu sẽ cầm trước về đây 50.000.000 cho hai bác. Đây bác ngồi ra đây cho nó sáng đi. À cho hai gia đình. Đấy, xong là còn 54.000.000 nữa thì cháu sẽ chuyển khoản cho gia đình nhé. Chứ không phải rút tiền mặt về nhiều quá thì cầm nó lại khó đúng không? Đấy. Đây. Cu này cu tên gì nhỉ? Cu tên là Đặng Thanh Tùng. Đặng Thanh Tùng à? Đặng Thanh Tùng này. 5.000.000 này. Sáng nay rút được cây như nào cháu lấy về đây như thế. 10.000.000 này. 15.000.000 này. Thì mà muốn ra muốn hiện tại. 20.000.000 này. 25.000.000 này. 30.000.000 này. 35.000.000 này. 40.000.000 này. 45.000.000 này. 50.000.000. Đây. 104.000.000 này là hai anh em nhá, chứ không phải một mình đâu nhá. Hai cháu chia đôi. Cho hai cháu, dành cho hai cháu. Thì mỗi cháu là 52.000.000 nhé. Thì cháu cứ gửi trước. Cảm ơn cháu nhé. Cảm ơn má cháu Tú. Hai cháu là giúp đỡ nhà hai đứa cháu của Đặng bà Quang. Bà Quang rất cảm ơn nhá. Vâng. Chú bạn cho cháu. Đây là những lời cảm ơn cháu nhá, cháu. Vâng. Đây là những lời cảm ơn từ gia đình của hai bà là đã gửi lời cảm ơn tới tất cả các mạnh thường quân đã quý mến và giúp đỡ đến hai cháu, và cái số tiền này đến nó rất là kịp thời và nhanh và đúng thời điểm các bạn ạ. Bây giờ thì cháu bé là cháu Tùng nhỉ? Cháu Tùng. Cháu bé là cháu Phú. Là...
Phú đúng không? Ừ, đấy. Phú đã đi mổ rồi. Thì cầu mong sau là cái ca mổ này nó sẽ thành công cho gia đình. Và tiếp tục là đến cháu này sẽ mổ lách hay là truyền máu như nào thì... Tức là cái số tiền này không phải là dành nguyên cho mổ. Vâng, mà là vâng. Kể cả sau mổ vâng. Thì số tiền này gia đình phải để dành. Vâng, để khi dành. Hàng tháng cháu đi truyền máu hay đi như thế nào thì vâng, thì là trích ra, vâng, trích vâng, ra dần vâng. Dần từ từ. Nhá. Vâng. Nào, con ra đây nào. Cảm ơn các bác nào. Cảm ơn cháu con bác. Giúp con. Con bị bệnh. Con bị bệnh. Cảm ơn bác. Cảm ơn bác Tú nào. Cảm ơn các bác đi. Cảm ơn các bác. Rồi, đấy. Cầu mong cháu là cháu sẽ mau khỏi bệnh các bạn ạ. Cảm ơn, cũng cảm ơn hai cháu nhiều. Cháu ạ. Kiểu giờ cũng, cháu cũng liên mạng, cũng hộ... cũng có mấy người hảo tâm giúp đỡ được mấy chục triệu thế này, bà vẫn là phấn khởi rồi. Vâng. Giúp gia đình. Vâng. Vâng. Rồi, cảm ơn bà rất là nhiều. Cảm ơn hai cháu nhiều nha. Ok. Thế bây giờ bà về báo cho gia đình hộ con với vâng, nhé. Vâng. Vâng, con cảm ơn đây, con xin phép đây. Vâng, vâng. Một lần nữa thì một cái video phải nói rất là ý nghĩa, vừa là xong đường dẫn của cầu hạnh phúc, vừa là mang 104 triệu đến cho hai cháu để chữa bệnh, phải nói là tuyệt vời. Một cái hình ảnh rất là ý nghĩa. Và có lẽ là video mình cũng xin phép được kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong những tập phim tiếp theo về cầu hạnh phúc. Đây là bệnh nhân thứ 6 trong khi mà mình làm cầu hạnh phúc được giúp đỡ, được giúp đỡ chữa trị bệnh các bạn ạ. Thôi, con xin phép đây. Vâng, chào vâng, bà nhé. Cảm ơn cháu nhé. Vâng, vâng, cảm ơn bà. Mua bánh trà luôn. Mua bánh trà bà. Mùi chế. Vâng, vâng. Vâng, về nhé. Cảm ơn nhé. Vâng, cảm ơn anh. Gia đình nhé.